trong tập tiếp theo. Hardy gặp một xe bán đồ ăn vặt kỳ lạ trong rừng và chủ nhân của nó không có ở đó. Hơn nữa, đồ ăn vặt trên xe tải đang ở trên nhà. Chuyện gì đang xảy ra? Hardy sẽ tìm thấy gì đây? Tất cả có trong tập tiếp theo của Huấn luyện viên khủng long phần 1, chiếc xe thức ăn kỳ lạ. Dino Trainers! Wow. Click here to subscribe!